chào quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ đi ăn bánh căn nha. Bây giờ là buổi sáng sớm, thời tiết là 21 độ, trời rất là lạnh. Bánh căn nóng hổi thì quá là tuyệt vời luôn. Bánh căn nhìn giống như bánh khọt, nhưng công thức chế biến lại khác nhau. Bánh căn chủ yếu được làm từ bột gạo, sau đó đổ lên khuôn đất, đổ trứng cút hoặc là trứng gà vào. Rất là béo và thơm ngon nha các bạn. Một phần thì 25.000, nếu có thêm xíu mại là 30.000. Nói chung là giá cả rất là bình dân và hợp lý. Căn ăn chấm với lại mắm nêm hoặc là nước mắm, siêu ngon. Mình ăn một phần mà cũng no luôn nha các bạn. Bánh căn xíu mại sáng sớm. Này là đường Nguyễn Trung Trực, gần chợ Đà Lạt mà. Bây giờ mà nhiều người không biết thôi. Bây giờ chờ 5 đến 10 phút để cho nó chín. Mắm tự pha, công thức gia truyền. Mẹ truyền nhưng mà con không nói. Làm có khách ổn định đó thì nó sẽ. Nhưng mà nó đâu có biết được mình làm cái này mình nuôi được nó lên. Đúng rồi. Đâu cái điều đó. Rồi 54 Nguyễn Trung Trực.